nó có công nghệ nữa, thông tin nữa. Hồi đó không có xài điện thoại, hồi đó không có xài điện thoại, hoàn toàn là không có xài điện thoại luôn. Bây giờ quý vị còn lên mạng coi, biết ở đây có khóa thiền, rồi bắt đầu đây tới đăng ký tu hành rất là dễ luôn. Ngày xưa không có. Ngày xưa là xưa đi tầm thầy học đạo đó, nó gian nan lắm, nó kinh khủng luôn. Không điện thoại, điện ung gì hết trơn, không có quen biết gì hết trơn, đi cho bằng được. Mà vì biết sư trụ tới bây giờ 27 năm, bởi vì sư trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời sống tu hành lắm. Nhưng mà sư phát hiện được có một điều rằng là Phật pháp là bến đổ đó quý vị. Phật pháp là cái chỗ nơi nương tựa tâm linh đó. Sư phát hiện ra điều đó. Phật pháp á, sư chỉ cần coi vài bài kinh mà Đức Phật nói thôi, sư suy nghĩ cái chuyện đó là sư hiểu rồi. Phật pháp á, mà nhất là cái bài dễ nhất mà sư thường đọc cho quý vị là Phật nói là trong kinh Tăng Chi là chúng ta có 5 điều. Chúng ta phải già, phải bệnh, phải chết, phải rời bỏ những cái gì yêu thương nhất, và chúng ta sẽ đi với nghiệp của mình. Đó. Cái đó là Đức Phật nói mình nghe rất là dễ hiểu, một cái bài pháp rất là dân gian đó, mà người ta đâu có thấm đâu. Người ta nghe một lần người ta bỏ, người ta đâu có chiêm nghiệm với lời Phật dạy đâu. Quý vị cứ thấm cái đó đi rồi trí tuệ quý vị sẽ phát sanh, thì hiểu cuộc đời như thế nào. Thì nói tóm lại, cái chuyện hôm nay là chúng ta đang có một cái nơi, một cái chốn để bồi bổ cái đời sống, đời sống tâm linh đó, bồi bổ cái đời sống tâm linh rồi tốt á, để cho nó phát triển hoài, phát triển hoài, phát triển hoài. Thì chúng ta sẽ trải nghiệm như cái đời sống tâm đó như thế nào. Mỗi người chúng ta đều có tâm đó hết. Rồi chúng ta trải nghiệm cái đời sống mà khi mà cái tâm nó bị khủng hoảng ra sao, nó phiền não như thế nào. Rồi bây giờ quý vị chọn lọc, quý vị chọn lọc cách sống. Mà chọn lọc ở đây không phải là tôi chọn lọc nha. Đừng hiểu lầm. Thuyết pháp là phải nói sử dụng những tục đế, nhưng mà chọn lọc ở đây là ý của sư nói là trí tuệ chánh niệm đó. Chọn lọc cho mình cách sống đó. Mà muốn có trí tuệ chánh niệm đó, là phải có phương pháp tu, phải có kỹ thuật tu, chứ không phải đơn giản. Có nhiều người vô chùa một thời gian lâu, thật là lâu, mà đâu kỹ thuật tu đâu có được đâu. Tôi bị trật, tôi bị sai. Ngày mai, cái thời pháp ngày mai đó, thì sư sẽ phân tích cho quý vị thế nào là thiền định, thế nào là thiền quán. Quý vị hành như thế nào mà nó cứ rơi vô hôn trầm hoài. Hoặc là thí dụ quý vị hành như thế nào mà nó cứ tâm nó cứ suy nghĩ hoài, mà quý vị cứ bực bội khó chịu hoài. Đây là cái phần kỹ thuật. Để mình phải làm gì, làm cách gì để mình thay đổi những cái chức năng tâm đó. Để có phương pháp. Phương pháp. Rồi, cái phần thứ hai xong rồi ha. Phần hai cũng dễ hiểu ha. Có trú xứ, có y phục, có việc thực ăn, có chỗ tu hành, có hội chúng. Đây là phước báo, là hạnh phúc. Biết trân trọng thời gian vàng, sống tu tập để phát triển đời sống tâm linh, hướng làm sao chúng ta có trí tuệ giải thoát, là cái điều chúng ta biết rồi phải không. Tiếp theo, cái câu hỏi thứ ba là hỏi sư rất là nhiều. Khi mà mình là cái người không lao động nữa, mình đi tu như vậy đó, người ta làm cúng dường cho mình ăn, mình có mang nợ cho người ta hay không? Cái đó nó còn tùy nữa, nó còn tùy theo nữa. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ sư vừa nói mở khóa thiền là họ ào vô cúng dường liền, thấy chưa? Tại sao? Tại cái trong cái tâm của họ là cúng dường cho người tu, tại vì mình tu họ mới làm phước, thấy chưa? Mình tu họ mới làm phước. Nhưng mà khi mà họ cúng dường cho mình như vậy đó, thì là mình đối tượng để cho họ làm phước, họ được phước, hiểu chưa? Mà mình nhận họ đó, mình nhận cái tịnh tài tịnh lộc của họ đó, bây giờ thực để mình ăn mình tu hành đó, mình không có mất nợ ai hết trơn, hiểu không? Mình không có mất nợ ai hết trơn, tại vì mình tu họ cúng cho mình tu, mà mình ăn mình tu. Khi nào mà mình lừa đảo người ta đó, mình dụ người ta đó, mình nói láo người ta, mình lấy tiền đó mình ăn đó, thì cái đó mà là phải trả nợ đó. Còn họ cúng dường mình ăn là mình tu thoải mái. Quý vị cứ thoải mái tâm tư đi. Cứ sáng nào quý vị cũng tu, ngày nào quý vị cũng tu là quý vị chẳng mất nợ ai trơn á, mà họ còn được phước nữa, họ hoan hỷ nữa, đúng không quý vị? Tại vì mình họ cúng dường như mình tu mà, thấy không? Thì họ mới gửi tiền về chứ, chứ khi không sao họ gửi tiền về, tại vì họ cũng hoan hỷ, họ muốn làm phước. Mình ăn mình quý vị ăn khoan, quý vị có giữ giới nè, có tu thiền nè, thấy không? Thì sao mắc nợ được, không có cái gì mắc nợ cả. Nhưng mà có một câu chuyện ở quá khứ, sư coi cái kinh đó đâu mà sư không nhớ nữa, lâu lắm rồi, bây giờ sư tìm lại không nhớ nữa. Mà sư có coi cái bài kinh đó là Đức Phật đi khất thực,
gặp bốn người thiện nam khiêng một cái kiệu chở một cái cô, cái kiệu á. Rồi khi mà ngài gặp thì ngài mỉm cười. Thì khi mà ngài mỉm cười đó thì đã đức Ananda đó, ngài Ananda là thị giả của ngài mà hỏi cái lý do cái nụ cười đó. Thì Đức Phật mới nói rằng là bốn cái người thiện nam đó đó, còn một người nữa ở nhà đang dọn vệ sinh. Thì người đó là cái người, bốn người này là một nhóm năm người à, kiếp trước làm năm ông sư à, tu hành. Nhưng mà cái cô này này, cái cô này là kiếp đó là người thí chủ cúng dường à, cúng dường cho năm người đó ăn. Nhưng mà năm người đó ăn là dễ vui, không có tu hành hết à. Rồi sau khi mà chuyển kiếp đó thì mà ông chuyển kiếp thì xong với ông cô về duyên đó, nó hợp lại đó, thì nó tìm tới nhà của cô này là đi ở đỡ. Bây giờ bốn người khiêng kiệu, còn người vợ dọn nhà vệ sinh đó, trả nợ cho nó, mình không tu thôi đó. Còn mình tu hành sao mình mắc nợ ai đâu, thấy không? Nên mình yên tâm điều đó à, cứ lo tu hành thoải mái à, ngày nào cũng giữ giới, ngày nào cũng tu thiền hết, mà lợi ích cho mình, mà lợi ích cho thiên hạ nữa đó. Khỏe gì mới hiểu, cái gì hiểu chứ à, nó không có nợ gì hết trơn á. Khi nào mà mình đi lừa đảo người ta đó, mình ăn rồi mình chửi lộn á à, hay là mình đi chơi đó à, người gạt ta đó, mình mới thiếu nợ chứ. Còn mình tu hành đàng hoàng thôi chứ, khỏe quá chứ. Sau cái bài này thì sư cũng dứt cái điều thứ ba này là xong rồi, phải không? Những gì sư muốn nói trong khóa thiền thì xong rồi, còn cái thời khóa biểu là đã có rồi à. Để kết thúc cái phần thứ ba này thì sư xin thay mặt chư đại đức tăng, quý cô tu nữ và toàn thể cho Phật tử thiện nam tín nữ đang hiện diện nơi đây, đang có mặt nơi đây, rất là hoan hỷ những cái công đức phước báo của các thí chủ, của các thí chủ trong nước và nước ngoài đã tài trợ cúng dường đến cho tăng ni ở chùa Phước Sơn. Sư xin chú nguyện phước báo này đến cho gia đình thí chủ có được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, an vui sức mạnh, có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau ca thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thu sa thu lành thay. Đây là mình sẽ nói những cái lời tùy hỷ công đức, với lại mình sẽ chú nguyện ngày mai đó thì Minh Ngạn có đem cái bản danh sách lên cho sư không con? Tại vì sư có làm một cái bản danh sách của thí chủ sẽ tính để trường thiền, phải không? Để mỗi ngày mình tu mình chú nguyện phước báo cho thí chủ. Đó. Nếu mà con quên rồi thì con coi thử, nếu mà có ai lên đó gửi lên cho sư nha. Để đây. Đó là cái phần đã xong hết rồi đó. Phần mình khai mạc có thiền, những cái gì mà sư muốn nói đó, là sư nói trong hôm nay. Bây giờ bắt đầu về cái phần kỹ thuật nè. Phương pháp thực tập và tứ niệm xứ, mục đích để làm gì có biết không? Mục đích của thiền tứ niệm xứ để làm cái gì biết không? Đức Phật dạy thiền tứ niệm xứ là, mục đích của thiền tứ niệm xứ là phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ. Khi mà phát triển được trí tuệ thì phiền não dập tắt. Thì mới thấy được chân lý. Phải đi xuyên qua cái vấn đề tu hành. Thì cái này nó tập là nó có nhiều cái kỹ thuật lắm. Ví dụ là nó cần thực tập ở trong cái vấn đề phần thực tập là mình phải cần cái kỹ thuật. Không phải là người ta chỉ sao mình làm vậy mà mình không biết gì hết trơn á. Có đôi khi chỉ cho họ một cái bài kinh tứ niệm xứ này là cái bài căn bản, cái bài đầu tiên để chúng ta tập, rồi từ đó chúng ta sẽ phát triển lên, phát triển lên. Cái đoạn giữa của nó là có nhiều cái đoạn cuối của nó là bát chánh đạo, cái đoạn giữa của nó gọi là 37 phẩm trợ đạo đó. Mà đầu tiên nhất là tứ niệm xứ, rồi phát triển lên đầu tinh tấn, rồi có tứ duy túc nữa. Thì nếu mà trong cái khóa thiền này có thời gian, sư sẽ giải thích những cái đó, 37 phẩm trợ đạo giải thích cho quý vị. Nên thử cái phần kỹ thuật nè, bắt đầu sáng ngày mai đó là thì cái thiền tứ niệm xứ là không phải là mình hành một ngày một bữa một khóa thiền là xong. Quý vị mà sống không có thiền là tâm quý vị sẽ rơi vào tình trạng bất ổn cho coi. Quý vị để ý quý vị biết liền à, quý vị mà không có chánh niệm là tâm phóng dật nó vô liền. Ngay người ta chạy xe là mà người ta còn suy nghĩ những cái chuyện buồn thương giận ghét để cho cái tâm nó phóng ra khỏi cái chỗ đó mà xém bị xe tung á. Hễ chỉ cần mà chánh niệm rớt ra là tâm bất thiện nó vô liền, tham sân si nó vô liền. Si không phải là gì, nằm cái gì mê mang hôn mê mới là si, không phải. Đi ngoài đường vậy đó mà tâm si á, đi ngoài đường á
nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mây, nhìn gió, nhìn láo liên hết chỗ này tới chỗ khác, tâm phóng dật không? Tâm si phóng dật đó. À, tâm si phóng dật đó. Còn mình đi mà mình có chánh niệm hay biết à, thân đâu tâm đó, cái cảm giác có biết hay không, cái tâm mình suy nghĩ gì có biết hay không, à, thì mình đi trong thiền. Mà đi trong thiền thì trí tuệ phát sanh, à, đi trong thiền thì trí tuệ phát sanh. Và kỹ thuật, kỹ thuật là một cái kỹ thuật mình, tại sao mình bị, tại sao mình bị buồn ngủ, thì mình làm gì để nó hết buồn ngủ. À, nhưng mà sư nói thì dễ lắm, mà bởi vì làm khó lắm. À, làm khó lắm, bởi vì phải tập thật là quen, thật là thấm, mà thấm nhừng luôn. Cái chánh niệm của mình mà nó trở thành quán tính tự nhiên thì cả một cái quá trình tu tập nó mới có được cái đó. Bởi vì để mình sống toàn tâm bất thiện không mà. Ăn uống đi đứng nằm ngồi mình làm toàn bộ là những quán tính tự nhiên của tham sân si hết, mình không có biết. Có đôi khi là khát nước cái chạy tới uống, uống xong rồi mới biết mình uống nước. Thì không có chánh niệm. Thì ra đi vô đóng cửa mở cửa rần rần cả ngày vậy mà có chánh niệm gì đâu. À, là một thói quen à. Khó cửa đi ra, khó đi vô, khó vậy đó. Đi vô trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt vậy đó, có khi nào chánh niệm đâu. Ừ. Làm theo thói quen quán tính à. À, thì sao có trí tuệ. À, trí tuệ nó phải dựa trên cái nền tảng của tâm thiện nó sanh. Ai học quý vị pháp sẽ nói cho này biết à. Chánh niệm là trí tuệ nó dựa trên cái nền tảng của tâm thiện nó sanh. Thế tâm thiện có là có chánh niệm, tâm thiện có là có trí tuệ. Mà tâm thiện mình cũng có. À, mà để cho quý vị có cái này thường xuyên là quý vị phải tập á. Tập nó mới có chứ không phải đơn giản nó có đâu. Không có đâu, tại sao? Tại cái bất thiện là nó có mặt nhanh lắm. À, vì chỉ còn nhắm mắt lại mà quý vị thiếu chánh niệm. Dù quý vị ngồi trước trang Phật mà tâm quý vị dọn dọn phóng dật bình thường. À, tâm bất thiện vẫn có bình thường. Tâm buồn ngủ vẫn có bình thường. Mà vì muốn có chánh niệm, muốn duy trì chánh niệm là vì phải nỗ lực, là phải tác ý, phải hiểu được à, cái đời sống tinh thần của tâm thiện thì nó đem lại cho mình cái kết quả gì. À, kết quả gì? Khi mà cái chánh niệm mình đã phát triển bằng một cách thường xuyên thì tự nhiên quý vị cảm thấy rằng là khi mà trí tuệ nó sanh đó, thì bạn thấy rằng là cái chuyện mà bạn trước đây mà bạn giao tiếp với người ta đó, để nó qua nó lại, để cãi qua cãi lại, để phân vua mình thiệt hay là mình đúng hay mình sai, là cái chuyện đó, cái chuyện tự nhiên trí tuệ nó, cái chuyện vô lý, cái chuyện nó không cần thiết. À, chuyện không cần thiết. À, trí tuệ nó chỉ ra đó không cần thiết phân bua. À, rồi quý vị không có sợ. Khi mà có trí tuệ quý vị không có sợ nha, ở một mình không có sợ. À, nhưng mà nó cũng thích thú ở một mình để tu hành đó. Rồi trí tuệ nó chỉ cho quý vị ha, là khi mà quý vị có bệnh đó, à, có cái cách, cái thân khổ nhưng mà cái tâm không có khổ. Đó, quý vị làm tới đó chưa? Chưa đâu, nó còn ghê gớm lắm nữa kìa. Nó còn ghê gớm mà người ta đạt được một cái đỉnh cao á của chánh niệm và trí tuệ đó. Khi mà cái thân mà nó lửa nó cháy luôn đó, cháy tới luôn. Nó cháy người ta mà nó cháy từ cái chân nó cháy tới á. Mà cái tâm nó có tu hành thiền quán mà nó đầy đủ chín mùi cái ba la mật hơn, là nó nhìn cái đó, đó. Nhìn cái cháy mà vô cái thân của mình, họ chỉ nhìn cái đó là chỉ cảm giác à. Cảm giác này là chỉ là cảm thọ thôi, chỉ là thọ khổ thôi. Chứ không phải là tôi bị cháy, không phải là tôi bị cái này, tôi bị kia. Chứ mình còn nghĩ rằng là tôi bị cháy, tôi bị nóng là mình bị tà kiến đó. Thử ra mình không chịu nổi. Tâm sân nó lên liền. Tâm sân nó lên vậy là mình tắt thở cái là mình đi địa ngục liền. À, hay là mình rớt xuống mình làm súc sanh, ngã quỷ liền, Atula liền. Chịu không nổi. Nó nóng quá mà. Nóng cái thân là cái tâm nó sân à. À, cái câu chuyện này xuống nói là xuống nói 500 cô cung nữ trong chết trong ngoài cung đó, hiểu chưa? Nội cung á, hậu cung á. Bị gây thù chú quán với nhau đó, bắt đầu người ta mới dí vô. Mà cũng là cái quả của quá khứ nữa, dí vô, bây giờ thấy dí vô hoài cung không, khóa cửa lại, bắt đầu đổ dầu cho nó đốt. Chạy sao được, nó khóa cửa hoài đó, đổ dầu xuống đó đốt, đầu lửa cháy vui ngút luôn. À, nhưng mà những cái người này họ có tu thiền, những cái người này họ là những người Phật tử. Cái bà cầm đầu trong 500 cái nhóm đó là hoàng hậu Samavati. À, bà nói tới nước này đừng có khủng hoảng gì nữa hết trơn. Coi như là tới nước này là mình đi trong luân hồi cũng quá nhiều rồi. Tất cả tức tốc tu thiền quán liền. À, bắt đầu 500 người đó nghe là bắt đầu dùng thiền quán, mà họ lúc đó họ quán là thọ quán niệm xứ. À, họ thọ quán niệm xứ. Chứng toàn bộ là chứng, khi mà trước khi chết đó, chứng toàn bộ là chứng đạo quả hết 500 bà luôn. Tu đạo hường, tu đạo hàm, a hàm luôn. Họ chứng đạo quả trong lúc mà lửa nó đốt họ đó. Thì thấy ghê chưa? Vì là cái này là đỉnh cao của thiền tứ niệm xứ á. À, sau khi chết 500 bà này là sanh thiên hết. À, vì thấy chưa? Đâu phải đơn giản. Tại vì mình tập chưa có tới.
mình tập chưa có tới. Mà tập cái này đó, mình tập hoài, không phải tu một kiếp đâu. Cái chuyện tu tập của chúng ta là mở mắt ra, và chúng ta tu hết một ngày đó, rồi tối về trước khi mình đi ngủ, chúng ta cũng dọn chánh niệm nữa. Khi mình đã vô giấc ngủ rồi, những cái lúc mà sinh hoạt vậy, vì thấy cái tâm gì không bao giờ cái ác mộng, không bao giờ nằm chiêm bao, không bao giờ mơ mộng, tại nó luôn luôn nó chánh niệm, luôn luôn nó có tâm thiện, sống như vậy à. Thì vì sống thấy luôn luôn nào cũng có sự an vui trong cuộc sống đó. Cái đây là cái phương pháp thực tập thôi, chưa đâu, nó một đỉnh cao nữa. Nó một đỉnh cao ban đầu phải không? Năm pháp truyền cái là cái gì? Thường nghe người ta giảng á, năm pháp truyền cái là năm cái pháp ngăn che phải không? Ngăn che thanh trí và thiền định phải không? Năm pháp truyền cái gì? Nếu mà người nào mà để cho năm pháp truyền cái này nó sanh khởi lên là đã bị ngăn che thanh trí và thiền định. Mà năm pháp truyền cái là tham dục này, sân hận này, hoài nghi này, hôn trầm này, phóng dật phải không? Nhưng mà cái phần tứ niệm xứ á, cái phần này thuộc về phần pháp quán niệm xứ. Thấy chưa? Không còn là ngăn che nữa, nhưng mà nó thuộc về cái đề mục để cho mình tu quán đó. Pháp truyền cái đó. Đỉnh cao đó, phải không? Chứ không phải đơn giản đâu. Thì tứ niệm xứ này phải biết cách đúng, tu đúng mà có kỹ thuật. Bây giờ mình buồn ngủ á, là tại sao mình biết mình buồn ngủ không? Là tại vì cái tâm của mình nó không làm việc nữa. Cái tâm của mình nó không còn năng động nữa. Thay vì quý vị đi ngoài đường, quý vị kinh hành ở ngoài, thì quý vị thấy không có buồn ngủ. Mà đi chánh niệm á, thí dụ đi chánh niệm mà cái chân của mình đụng bước dở biết, mà nên nhớ là không đi quá chậm nha, mà cũng không đi quá nhanh, đi vừa phải thôi. Ăn uống gì đừng có làm nó quá là chậm như rùa, quá chậm như rùa không được. Thì rồi mình sao mình sinh hoạt cái khác, không có cái gì mà gọi là chậm đến mức độ mà người ta nhìn thấy, người ta tưởng là mình bị khùng á, không có. Đó, tất cả mọi thứ sinh hoạt là phải bình thường hết, mà quan trọng nhất là cái tâm có chánh niệm hay không. Mà cũng không có làm lụp chụp nữa, cũng không có làm quá nhanh. Ở đây là quan trọng có chánh niệm và trí tuệ hay không đó. Còn cái tư thế khi mà mình có chánh niệm, có trí tuệ, thì tự nhiên nó biết điều hòa thân thể à, ngoài người à, không quá chậm, không quá nhanh. Trước đây sư mới vô tu đó, có một lần mà lâu lắm rồi, hầu như là lúc đó sư bỡ ngỡ lắm, là nó lạ lắm, vậy nó không có, chưa có hiểu khó thiền, cũng chưa bao giờ biết người ta mở khó thiền mà chưa có hiểu khó thiền. Thì có một lần đó là sư xuống đây này, có một cái khó thiền mở, hình như là cũng tầm ai mở sư cũng không nhớ nữa, mà lúc đó là trường thiền bằng lá đó. Thì sư thấy có một số người mà bọn áo trắng họ đi rất là chậm, mà cái mặt của họ nó đờ. Cái sư mới nghĩ là tôi nói, ủa trong đây có bệnh viện tâm thần hay sao đó. Cái sư mới hỏi cái chú, nó hỏi bên đây có bệnh viện tâm thần không? Nó không có. Tôi nói sao mấy người kia họ đi chậm vậy, họ bị sao vậy? Nó không có, tu thiền á. Tại vì mình không có nghĩ là cái khó thiền mình đâu có biết đâu. Mình thấy những cái người mà trong bệnh viện tâm thần họ đưa bị gì á, mình nghĩ rằng là những người bệnh viện tâm thần, nhưng mà không biết do nó họ đi sao quá chậm. Sư nghĩ vậy, nhưng mà thật sự không phải. Chánh niệm thì quý vị không quá nhanh mà không quá chậm. Mình làm gì biết đó được rồi. Chánh niệm này, cái tay mình đụng đây biết không nè, thấy chưa? Tay cái đụng đây nè, bây giờ mình suy nghĩ biết không nè. Mình nghe tiếng xe chạy mình biết không nè. Thực sự ra nếu mà căn cứ trên diệu pháp, 100 biết một cảnh thôi. Nhưng mà mình bắt không kịp. Thành thử mình cứ nghĩ rằng một lần, ủa sao mình vì chánh niệm hơi thở mà mình cũng nghe âm thanh nữa, mình cũng biết tâm suy nghĩ nữa, thấy không? Mình hầu như mình tưởng nó là một lòng mà mình biết rất là nhiều đối tượng, nhưng mà thật sự không phải. 100 nó chỉ biết một cảnh, hệ tâm nhãn thức thì nó chỉ thấy cảnh sắc thôi, tâm nhĩ thức thì nó nghe âm thanh thôi, nhưng mà nó quá nhanh đi, cái tốc lực của nó mình không thể nào mình nhận ra được luôn. Thật ra mình cứ tưởng một lúc mình biết rất là nhiều là vậy đó. Cái quy trình của nó đi vậy đó. Đó rồi, có cái cậu kia, có một cái cậu hành giả nó mới hỏi sư là sau khi mà con đi kinh hành đó, thì con thấy rất là tỉnh táo, mà khi mà con vô ngồi thiền á, nó lạ một cái sao tự nhiên con ngồi chập cái con bị ngủ gục. Rồi bây giờ sư có cái phương pháp nào sư chỉ cho con đối trị lại cái điều đó hay không? Ông hỏi tại sao vậy? Thì tôi nói rằng là khi mà bạn đi kinh hành á, thì trong một cái hoàn cảnh là nó năng động, nghe không? Năng động, trong cảnh động, bởi vì nghe, bởi vì thấy, bởi vì đang đi. Có khi nào mà bị ngủ trong lúc đi đâu? Ít khi có, nghe không? Khi nào mà mất ngủ, thật là mất ngủ mà ngủ không được thì may ra mình còn ngủ đến khi đi. Chứ còn thực sự bình thường mình làm sao mình ngủ trong khi đi được. Thì nó rất là tỉnh, mà khi vô mà ngồi thiền thì nó ngủ gục, hỏi tại sao vậy? Cái thứ nhất là thay đổi từ cái cảnh động qua cái cảnh tỉnh. Cái thứ hai là cái chánh niệm của quý vị nó không có được liên tục.
nó bị đứt gãy, hiểu không? Nó bị đứt gãy thì từ cái chỗ đó thì bắt đầu cái tâm bất thiện nó mới sanh lên. Tại vì nhắm mắt ha, thì quý vị làm gì biết đó là chánh niệm, phải không? À, đi đứng bắt đầu chánh niệm, bắt đầu vô quý vị ngồi đó, đôi khi quý vị ngồi xuống quý vị không chịu chánh niệm nữa, ngồi theo thói quen à, thì nó mất cái chỗ đây. Khi mà ngồi vô rồi bắt đầu chánh niệm bắt đầu nó yếu lần, nó thua lần rồi bắt đầu. Còn cái cách tu tập nữa, chú tâm vô một đề mục mà không hiểu rằng là thiền tứ niệm xứ nó biết rất là nhiều đề mục, không phải một đề mục. Cái thiền tứ niệm xứ này mà quý vị chỉ chú tâm vô một đề mục là quý vị cứ ngủ hoài à. À, ngủ hoài à, cứ gục hoài thôi à. À, mà có nhiều người không ngộ lắm, vậy tới con nghe lắm sư, mà con ngục, con hỏi sư có phải con bị ngủ gục không, mà con nghe âm thanh nữa, con nghe âm thanh nữa, hỏi sư có phải là tại sao mình ngủ gục, mình hôn trầm mà mình còn nghe âm thanh nữa. Nó nói đúng, nghe âm thanh là một cái tâm khác mà ngủ gục là một cái tâm khác. Hiểu không? cái tâm mà nghe âm thanh đó, đó là cái tâm, là tâm nhĩ thức, hiểu chưa? À, cái tâm nhận thức á, rồi nó phải qua tới ba cái sát na nữa, cái thứ tư là bây giờ cái tâm hôn trầm nè. À, nếu mà căn cứ theo quy diệu pháp á, mình ngồi mình hôn trầm mà mình cũng vẫn nghe nữa, mà cái nghe cái tiếng không có rõ, nó vẫn nghe đó, nhưng mà cái nghe này nó khác hơn lúc cái gì có chánh niệm. Quý vị có chánh niệm niệm thôi, quý vị nghe rất là rõ ràng, rất là tỉnh thức. À, còn cái nghe này cái tâm nó rất là muội lượt mà nó vẫn nghe cái đó. À, thành thế ra cái này là trong cái trạng thái bất thiện. Bây giờ quý vị dù có ngồi 1 tiếng, 2 tiếng cho tới 1 ngày mà nó luôn luôn là ngu gục, cái này toàn là tâm bất thiện không à, không bao giờ có một chút chánh niệm trí tuệ nào sanh hết á. À, nhưng mà biết sao giờ, cái gốc của tham sân si nó còn mà quý vị cắt đứt được đâu, thì bây giờ cứ tập từ từ. À, khi mà mình bị ngu gục vậy đó, cái cách của nó là mở mắt ra. Đó, mở mắt ra làm cho cái chánh niệm nó sanh khởi trở lại. Bây giờ hỏi, ngoài cái vấn đề mà mình biết cái hơi thở thì mình còn biết cái nước nào nữa không? Mình hỏi cái tâm mình vậy đó, mình có thấy cái cảm, mình có thấy được cái tâm mình suy nghĩ cái gì không, mình cứ nghe âm thanh hay không đó, mình làm cho cái tâm của mình nó chánh niệm trở lại. Chánh niệm là hay biết á, biết không? Là hay biết trở lại. Thì khi mình hay biết nhiều gì thì bắt đầu tự nhiên nó tỉnh. Tại sao thì nó tỉnh? Tại nó thay đổi chức năng tâm đó, là nó thay đổi chức năng tâm đó. Cái tâm mà ngủ gục là cái tâm nó giả dừa mệt mỏi. À, nó làm cho mình bị trùng xuống cái này, làm mình mờ luôn. À, thì bây giờ mình làm cho cái chánh niệm của mình nó khởi động lại bằng một cách là mình biết nhiều đối tượng, mình làm cho cái tâm chánh niệm mình nó biết nhiều cái. À, thì cái chánh niệm mình trở lại, thì nó thay đổi cái chức năng tâm, nó gọi là thủy thuật. À, còn cái gì mà cho nó có thói quen là chết. Nó hễ mà đi thôi, mà hãy vô ngồi thiền là nó ngủ mà. Ngủ thiền á, ngủ thiền là ngủ trong thiền chứ không phải là đắc ngủ thiền nói vậy. Ngủ là ngủ trong thiền đó, hãy đi thôi mà vô là nó ngủ. Ờ à, đó, đừng có để cho nó có thói quen này, mở mắt ra. À, hay là bắt quá mà ngồi làm không được cái nhớ đừng có bực mình với nó, đừng có bực mình, đừng có bực bội khó chịu. À, nếu mà thật sự ra mấy vị không có bực bội khó chịu á, thì cái sự buồn ngủ á, mà mấy vị hiểu được á, mấy vị hiểu được nó, cái tính chất của tự nhiên mà không phải tôi buồn ngủ đó, không phải tôi buồn ngủ nghe, thì nó là thuộc kiểu pháp năng niệm xứ á. Còn mình bực bội, mình khó chịu, mình không muốn ngủ, mình muốn ngồi thiền là nó an lạc à. À, ngồi thiền là nó an lạc à. Nhưng mà bây giờ khỏi cần muốn, thể mà nó có chánh niệm, nó có định tâm, nó có định tấn thì tự động nó an lạc à. À, tự động an lạc à. Mà cái tội của hành giả khi mà nó an lạc là nắm liền, giữ liền, cảm thấy rất là sung sướng, cảm thấy rất là thỏa thích những cái cảm giác họ lạc này. Sau vô mà ngồi nữa còn tìm lại cái đó nữa, để thụ hưởng nữa. Thì cái đó nó thuộc về pháp ái luôn à. À, dính mắt ưa thích nắm giữ à, thật ra nó còn lăn lăn nữa, nó còn tìm hiểu cái cảm giác nữa, muốn cái đó nữa. À, nhưng mà chánh niệm đơn thuần là biết thôi, nó có cái gì biết cái đó, biết bản chất của nó là vậy, có là biết, không có biết không có. Hôn trầm là một cái trạng thái giả dừa mệt mỏi, muốn thay đổi hôn trầm thì miên bằng cách là tác ý à, thay đổi chức năng tâm đó bằng cách là mình biết nhiều đối tượng trong cái niệm xứ. À, chẳng hạn bây giờ thì mình buồn ngủ này, mình hỏi bây giờ cái tay của mình đụng cái này mình có biết không nè. À, rồi cái cảm giác nó có 5 loại cảm giác, nếu mà căn cứ trên vô diệu pháp á, 5 loại cảm giác. À, khi nào mình thấy cái chân đau á, là cảm giác này là cái cảm giác thọ khổ. Mình thấy mình ngồi mình không có đau á, cái thân của mình nó an lạc á, à, thì cái cảm giác này là thọ lạc. Giờ khi mình cảm thấy mình khó chịu buồn bực á, à, cái mình buồn bực mình khó chịu trong tâm mình á, thì nó đi với cái cảm giác thọ u,
Thí dụ mình ăn mà mình thích quá đó, trong cái món ăn á, thì tâm tham nó đi với thọ hỷ. Mình ăn mà mình cũng thích, mà mình không có thọ hỷ, mà mình cảm thấy mình bình thường á, mà mình thích cái món ăn đó, thì tâm tham nó đi với thọ xả. Thấy chưa? Mình hành thiện mà mình cảm thấy mình quan hỷ á, mình ngồi mình cảm thấy mình cái an lạc nó tới mình quan hỷ á, thì cái tâm thiện này đi với thọ hỷ. Còn cái tâm mình nó quân bình á, thì cái tâm thiện đi với thọ xả. Đó, thì quý vị hiểu được cái cảm giác là vậy đó. Thọ chỉ là thọ thôi, không có phải là đẹp của mình. Mà mình gỡ ra đâu, mình còn phàm, mình khó gỡ lắm. Khó gỡ lắm. Mình tu tập may ra mình mới gỡ, còn thôi mình gỡ không nổi đâu. Như là gieo duyên đó vậy, tu để gieo duyên đó, để tìm cách gỡ ra đó. Thôi được rồi, hết giờ rồi, mới đang tiếng hồi rồi, xong rồi đó. Hết giờ rồi. Bây giờ ngày mai sẽ nói lại. Ngày mai quý vị thở, mở mắt dậy phải không? Khi mình mở mắt dậy làm biết mình giờ đang thức nè, mà đứng dậy biết nè, à, cái này là phước báo không, công đức không, sở đôi dép cho biết nè, à, là công đức không, gãi đầu biết nè, công đức không, à, đứng nói chuyện nữa, rồi từ từ sư sẽ giải thích vấn đề cái cách mà chánh niệm khi mình nói chuyện nữa. Rồi bắt đầu mình đi tới đi lui, bắt đầu mình rửa mặt mình biết, mình tập mà, mình tập cho nó có chánh niệm, đó, mình cứ biết thường xuyên đó. Rồi bắt đầu mình đi lên mình hành thiền mình cũng biết, à, ráng cố gắng duy trì chánh niệm, cái này nó cần thiết nhất, à, cái này là một cái bài căn bản nhất, đầu tiên nhất. À, mình làm cho nó duy trì được chánh niệm thì trí tuệ mình nó sẽ phát sanh đây. Thì khi mà trí tuệ phát sanh đây thì nó hiểu rất là nhiều thứ. Và khi mình đang ăn đó, mình sắp hạn đó, mình ăn cơm ăn đồ đó, nhớ trong lúc ăn mình chánh niệm. Rồi bởi vì cái ngày thứ tư đó, bởi vì sẽ trình pháp với sư, bởi vì ăn như thế nào. À, tới ngày thứ tư mới có trình pháp nha, ba ngày đầu không có. Ba ngày đầu là chỉ là hướng dẫn thập tiện thôi, ngày thứ tư á là mới có trình pháp. Thì để cho ngày thứ tư, để cho ba ngày đầu cái gì tu hành đi đó, rồi ngày thứ tư thì trình pháp. Là quý vị tu sao nói vậy, nó bị kẹt chỗ nào, thì rồi bắt đầu sư giải thích, giải thích cho chỗ nó kẹt, gỡ làm sao. À, ngày thứ tư nha, nhớ ngày thứ tư là từ 6 giờ cho tới 7 giờ. À, còn bây giờ là đó, sáng ngày bây giờ ra khỏi trường thiền là chánh niệm liền, à, đi về tới cốc luôn, duy trì chánh niệm hoài vậy đó. À, trong cái khối thiền này, à, thì chúng ta không có và nói chuyện. À, nhưng mà trong cái trường hợp mà cấp bách đó, có những cái người nằm lớn tuổi ấy, bị đau bị bệnh rồi gì ấy, thì nhớ nói báo cho bên ban hội thiền đó, à, họ giúp đỡ cho.